Hello anh em, hôm nay mình sẽ test nhanh cái máy khoan Makita DDF 485 nhá. Đây. Đây là tem chống giả của Makita này. Ừ. Con này thì nó sẽ chỉ có hai chức năng thôi, khoan thường và bắn vít chứ không có chức năng búa để khoan khoan từng gạch hay là bê tông nhẹ đâu anh em nhé. Mình cũng tư vấn rõ luôn là nếu mà anh em khoan bê tông chuyên dụng ấy thì cần phải dùng những cái máy này, nó khoan bê tông này. Có những cái máy mà nó có chức năng búa như này này thì nó chỉ dùng để khoan từng gạch hoặc là bê tông nhẹ thôi. Anh em khoan nó sẽ không sướng là một, thứ hai là về lâu dài thì độ bền của máy nó sẽ không ổn nếu như anh em cứ ép nó quá tải liên tục. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử luôn. Thực ra con này thì nó cũng chả có gì cả ngoài bóp cho nó chạy thôi. Để anh em thấy được cái tốc độ của nó nhanh đến mức nào. Ha. Đó, tài chiều này. Đấy. Thì những cái dòng này dùng nó rất là bền bởi vì nó là động cơ không chủ than, bên là motor anh em nhé. Đấy. Những con này thì bên mình cũng đang bán rất là rẻ thôi. Đó. Đấy, anh em hãy cố gắng đầu tư lấy một bộ máy hàng chính hãng mà sử dụng chứ không nên mua hàng tàu nhái làm gì cả. Tiền nào của đấy hết. Đó. Rồi, anh em đặt hàng thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo 0847 886 000. Rồi, cảm ơn anh em nha.